DAVP gửi 5.000 lớp du bay B. Chúc sếp mở thẻ ra mắt Marco Van Basten mặt cười. Marco Van Basten dạo này là hơi bị có duyên với Basten đấy nha. Mở hay ra Basten lắm á. Nào. Mà anh em mình mở không cần phải quái thấp quái cao gì nhá. Đây là một sự kiện power shot. Á cha. Người Anh ui không được Beckham. Rooney cũng được hơn 1 lít rồi. Giấu tên gửi 5.000 à, 96. DS now ra rank ok vay a. Hôm trước tôi nhớ con Rudy là được 110, hôm nay còn 96 à? Thế cũng được anh nhỉ? 5k tỷ Bill Ryan cũng được mà. Thì 100 tỷ Bill Ryan cũng được. Khổ nhưng mà nó phải tương xứng với giá tiền. Cái tầm 5k tỷ đấy, Bill Ryan thì nó lại yếu hơn nhiều so với các team khác. Trong khi làm team Leverkusen là có Chabukul LN8 rồi, chạy như ngựa rồi. Ô! Ô, mở cái này mà ra cộng 8 này. Con gì đây? Em thấy dạo này view kênh sếp ảo nhỉ, gần 500 view mà có hơn 100 like. Đúng rồi, anh em phải like đi. Anh em phải like đi. Ủng hộ kênh đi mọi người ơi, quen cái tay nào. Em coi TV không biết like đâu, bậy nào nha. Ô bảo nha. Đừng có mà nói như thế. TV like hơi bị dễ. Vách cái điều khiển lên nào. Em xem bằng đài radio không like được à? Cái này khó đấy nhỉ. Có anh em nào đang xem bằng radio giống bạn Tuấn Anh không? Anh có mở GK không? À, không mở GK nên không like chứ gì. Sao lại có cái sự đòi hỏi khổ như thế nhỉ? Tâm hiểm như vậy. Cái gì đây? Sanchez rồi. Sanchez mùa này chỉ số hơi lỏ. 185 thôi cũng được. Là cái tí rác. Rác này vẫn đớp được. Cơm thừa canh cạn. Còn cái gói gì không nhỉ? Anh Quân gửi 5.000 lớp du bay bê. Streamer gì nói nhiều vãi cả trưởng. Xem mất tập trung. Em có thể donate 5 lít. Sau đấy là yêu cầu streamer không nói. Cũng được mà. Ông nào ghét tôi cứ donate. Không nói nữa. Cái gì đây? Chả được nha. Rác nó cũng có rác rít rác rát đấy. Lúc đờ rông à, cũng được gần 2 lít. Ở tên này đượm nha. Tên này được. Quả rác này là chất lượng đấy chứ. Qua ra quả kẹt xí này là team color hơi đẹp luôn. Cũng nghe đầu chọc. Mở rác là được ngon nha. Vác lích à. Icon 67 thì nó mạnh hơn tí thôi. Ơ. À. Rất được Sanchez nữa nhưng không phải. Cái này là men đen. Không min. Nhưng mà cũng cận min anh ạ. Gói 97 cũng không hy vọng gì mấy. Ơ sao mà em quay cái gì mà ra nhiều gói này? Quay kiểu ấy à? Mỗi sự kiện chơi một tí à? Gói này con nào giá trị nhất nhỉ? Beckham à? Hay con nào giá trị nhất gói này nhỉ? Hay Bobby Charlton? Á đủ. Xịt anh em ạ. Quả bóng vàng trong lòng fan hâm mộ. Quả đấy mình tưởng tượng hơi nhiều. Đây rồi. Ui. Vãi. Muchas gracias afición. Ta mấy cái quả này. Gì con. Ủ chà. Giật cả mình. Tôi mở gói khác. Không bằng rác. Ảo thật. Người Đức này. Ui. Neuer rồi anh em ạ. Neuer được lít rưỡi không? Ồ, 2 lít là cũng được nha. Gói 98 mở ra con 102. Quá ngon. Ông nào bảo không có GK đấy. Like video để anh em ạ. Về đúng kênh rồi. Hoài ơi đẹp trai phết đi. 2 lít. Con này ra con hổ lùn là đẹp này. Hổ lùn đẹp luôn. Úi giời. Lỡ anh em ạ.
Này nhìn giống là gì, Tylan Minh hay là cái gì, điệu cười khá là kháo, tỷ số chạy 121, thể chất 110, dê bóng dê chuyền các thứ, chỉ số to phết đấy. Thuận hai chân nào, tôi xem nào, mấy cái chú trẻ trẻ này tôi không biết profile này. Chân 4 chân 5 mét 85, ừ, được cái chị. Được. 2K1. Mua về đổi gió được. Team color gì? Brentford. Bóng được. Chú này lá được đấy. Tập team các cháu New Gen vào trộm chó có khi cũng hay. Quốc tịch Đức đẹp. Quá đẹp. Mà quả này ra mấy cái tầm kiểu Mbappe thì có gì mà. Ủi người Tây Ban Nha LB Cucuzela rồi còn không được anh em ạ, nó lại dê gu lón. Cucuzela chỉ số cao hơn thì phải, hay là bằng nhau nhỉ. Dê gu lông thì được cái là team color MU 333, quảng cáo bia rồi đây này. Bây giờ anh em mình, bạn ấy mở hai vòng sự kiện đấy chứ, đầu tư khét phết, sưu tập UCL top 8 team 22 UCL cộng 5. Sao cả dán lại ra cái gói này nhỉ, sự kiện gì mà lại ra cái gói này nhỉ, tôi thấy nó cứ là lạ lạ. Kẹp cái gói spotlight cho đủ 10 tròn, gà xả trước limit. Đúng rồi, gà xả limit, cái này anh hiểu, anh hiểu mà. Xả nốt cái này để ra UCL mới. Chính xác, chính xác. Tôi hiểu, tôi hiểu. Bây giờ nào, cái này nó sẽ ra bìa xanh. Đấy, cờ Đức CB. Được chưa? Đấy, team color Zean. Profile hơi nhiều, nhưng mà nó đọc nó phải chuẩn. Đọc nó phải chuẩn. Nó phải Rudiger. Cái gói UCL này nó dễ min thì là bình thường. Nhưng đây, người Đức. Ôi chị vẻ là CM Musiala. Nó cũng được, cũng không đến nỗi nát quá anh ạ. Musiala là cũng là có giá trị sử dụng rồi. Con này bị phích giá hay sao chứ, sao lại giá thấp thế này nhỉ. Gói này ra con 119 là cũng ngon rồi anh em ơi. Anh em này cứ, tôi thấy các bạn này, cứ khó tính quá. Hôm qua mở gói này ra bắt ten à. Hôm qua là tôi mở gói này ra bát ten 800. Hôm nay không biết ra con nào ngon hơn không thôi. Mở nó cứ phải ngon hơn. Ăn đủ. Thôi ăn loàn rồi. Tỷ số cũng khá cao, nhưng mà không xịn lắm. Thần chết Ramsey. Đẹp trai. Rồi, trời ơi, mở thế còn chê, nó không ngon lắm thôi, cứ chê hoài. Gói này mà ra bát tèn chả ngon, gói này ra bát tèn chả ngon, đừng có chơi cú lừa nha. Hôm qua mở ra ST người Tây Ban Nha, lớp su baby, mở ra Marco van Basten LN thì bú, quá bú, mà. Hôm qua là ST Tây Ban Nha rồi. Hôm nay sẽ là người Pháp CDM Vieira không? Vieira. Cũng ngon rồi. Cũng ngon rồi anh em ạ. Hôm trước thì mở ra Makelele, kẻ hủy diệt số 10. Đấy, hôm đấy thì Makelele đã hủy diệt kênh chat. Nhưng mà hôm nay không anh em ạ. Hôm nay không phải là Makelele. Đó là Maxen De Zay. Đấy, anh này thì team color quá đẹp. Đấy, hộ chiếu Pháp. Team AC Chelsea. Trời ơi. Này là ngon rồi. Này còn chê. Ông nào chê thì like video đi. Con này còn chê nó chịu. Chỉ số bố của to rồi. Đường dây ngày xưa đá có hay không á. Ngày xưa cái hồi đấy anh chưa xem mà. Cái thời mà anh biết đến Maxen De Zay là hồi đấy là bị Hungary cho ăn hành liên tục. Mở hai con luôn thôi. Giá hai con Theo này. Theo vậy 900.
Theo giá to. Ui giời, người Anh nữa rồi. Lúc so. Người Anh lúc so. Cũng được. Saliba. Saliba và lúc so. Thế hai con này đều đã được à? Mình nghĩ là mùa UCL này nó sắp limit thì không cần phải mở ra để xả đâu anh em ạ. Mở ra nó chật hòm đồ ấy. Nó sắp limit rồi mà hôm sau chờ nó limit mở mới ngon. Nhoằng cái tiền đeo đầy người. Vàng rơi đầy túi. Có sự kiện này thì nick này là có thơm rồi đấy anh em. Là cũng có lộc lá rồi đấy. Ngon rồi. Không biết tổng kết thế nào nhưng mà cũng được. Đó mà nick này thì mở được con đường dây Musiala, Zegulon, MC, Kessi với các thứ cũng được. Nick này là ngon rồi đấy nhỉ. Trong mấy cái vòng Power Shot từ hôm đó đến giờ thì nick này là tôi mở tốt nhất rồi đấy, mở ngon nhất rồi đấy. Cảm ơn vì đã theo dõi hết video. Hãy bấm đăng ký theo dõi kênh của mình và nhớ bật nút chuông thông báo ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mình ra trong tương lai. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.